Vâng, thưa anh Hạnh, xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày 26 tháng 12 năm 2020. Vâng, tại thời điểm này thì cũng là buổi trưa của ngày 26 tháng 12, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh được chào đón đoàn khách thứ hai về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn mua sắm các thiết bị audio. Vâng, qua góc máy quay này thì quý vị và các bạn đang được nhìn thấy ông chủ shop cũng đang quấn một chiếc đầu Esutech có modem là X10VK. Vâng, sản phẩm thì quý vị và các bạn cũng được theo dõi trên kênh, biết cô chủ shop quay thông báo hàng về rồi. Khi những sản phẩm về trực tiếp cửa hàng thì khách hàng cũng đã qua kênh và biết những sản phẩm bên cửa hàng đang có những sản phẩm gì và những sản phẩm gì được khách hàng về trực tiếp cửa hàng để chốt đơn, thì cửa hàng cũng xin làm một clip ngắn thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm đã có chủ trong các ngày. Vâng, vậy chiếc đầu Esutech 10 thì đã được khách hàng chốt đơn trong ngày 26 tháng 12 năm 2020. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Hoành có địa chỉ tại Hạ Long, Quảng Ninh về trực tiếp cửa hàng mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, khách hàng thì luôn nhớ đến cửa hàng, còn cửa hàng thì nhiều khi cũng không nhớ được hết khách hàng của mình. Vâng, vậy bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều các sản phẩm về audio cũng như những sản phẩm hàng sưu tầm, hàng trưng bày bên cửa hàng đang có. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm thiết bị gì thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403-966 hoặc 0989-723-148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Bác bây giờ phải hỏi cái cần câu gì thì ông xã em biết. Còn vâng, vậy cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Đây bọc một cái này để cái mà thấy cầm tay túi cho nó bọc vào cái đấy.